Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cảnh báo về đợt mưa lớn sắp xảy ra ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Dự báo đợt mưa lớn sẽ bắt đầu từ đêm ngày 7 tháng 9, kéo dài đến khoảng ngày 12 tháng 9 ở khắp các tỉnh đồng bằng Trung Du và ven biển Bắc Bộ, khu vực tỉnh Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Có nơi sẽ mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến trong đợt này khoảng từ 100-250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày sẽ khiến các tỉnh Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, đô thị và sạt lở đất đá ở vùng núi. Báo động khi mỗi ngày Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ký 5 đơn nghỉ việc. Riêng tháng 6 đầu năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh có 891 nhân viên y tế rời bỏ cơ sở y tế công. Bình quân mỗi ngày, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ký khoảng 5 đơn nghỉ việc. Chỉ riêng Bệnh viện Chợ Giấy năm 2020 có 58 nhân viên nghỉ việc, năm 2021 có 48 người, nhưng 8 tháng của năm 2022, bệnh viện đã có 77 nhân viên nghỉ. Đến cuối năm, có khả năng con số sẽ tăng thêm. Đối với bệnh viện danh giá như Chợ Giấy, xin vào làm là chuyện rất khó và tất nhiên rất hãnh diện với cái mác bác sĩ của Bệnh viện Chợ Giấy. Nhưng người ta không thể sống mãi bằng hư danh. Có thể bác sĩ bệnh viện nổi tiếng khi mở phòng mạch thì đắt khách. Có điều, để kiếm thêm đồng tiền bằng phòng mạch rất vất vả. Bác sĩ không còn thời gian cho cuộc sống hàng ngày với bao nhiêu điều cần phải được cân bằng. Nhưng nếu không xoay sở bằng các kênh kiếm tiền khác, bác sĩ chỉ nhận đồng lương nhà nước thì nuôi miệng không nổi, nói chi nuôi gia đình. Còn bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những bệnh viện tuyến cuối của thành phố, điều trị ung thư cho hàng nghìn bệnh nhân mỗi ngày khi đến khám và điều trị. Ai cũng biết sự quá tải của bệnh viện này và áp lực công việc của bác sĩ điều dưỡng ở đây. Nhưng không ai có thể hình dung được trong năm 2021, thu nhập bình quân của nhân viên bệnh viện Ung bướu thành phố là 8.098.642 đồng một người một tháng. Với những bác sĩ mới ra trường, lương thấp hơn lương công nhân. Cho nên từ đầu năm 2022 đến nay đã có thêm 60 người ở bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh xin nghỉ việc. Sẽ còn nhân viên y tế xin nghỉ việc, sẽ còn thêm giám đốc bệnh viện và giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có thể phải ký đơn xin nghỉ việc nhiều hơn nữa. Liên quan đến vụ tai nạn khiến 7 người thương vong ở tỉnh Nghệ An xảy ra vào chiều mùng 3 tháng 9. Nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, sau khi gây tai nạn, tài xế Dương Văn Thành bị xây sát nhẹ. Người này rời khỏi hiện trường khoảng 1 km và bị cơ quan công an tạm giữ hình sự ngay sau đó. Theo cơ quan chức năng, tài xế có uống bia rượu. Nồng độ cồn trong máu của người này đo được sau khi gây tai nạn vượt mức quy định. Người này cho biết trên đường chở người thân đi đám hỏi về thì gây tai nạn. Trước đó vào khoảng 14 giờ 48 phút ngày 3 tháng 9, tại km 45 800 quốc lộ 48A thuộc địa phận xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, xe ô tô con mang biển kiểm soát 37A391XX do Dương Văn Thành, sinh năm 1975, điều khiển, đã chạy với tốc độ 96 km/h. Trong khi đó, đoạn đường này tốc độ giới hạn chỉ là 50 km/h. Đến khoảng 14 giờ 55 phút, khi chiếc xe ô tô chạy tới km 41 100 thì bị tổ công tác số 3 của Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng Cảnh sát Giao thông mà cố tình lái xe bỏ chạy. Đến khoảng 15 giờ 15 phút, xe ô tô này chạy đến km 39 900 quốc lộ 48A đoạn qua xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, thì tông phải xe máy do ông T.V.Q. sinh năm 1971 chở theo vợ sinh năm 1980 cùng trú tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến vợ chồng ông Quy tử vong, 5 người đi trên xe ô tô bị thương nặng. Tại hiện trường, xe máy bị dập nát, xe ô tô bị biến dạng hoàn toàn, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi trên mặt đường. Được biết gia đình ông Quy rất khó khăn, vợ chồng ông mất đi, để lại 3 cháu nhỏ. Với mẹ già yếu gần 80 tuổi, hiện nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra, các quan chức hàng đầu thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đang cân nhắc tạm thời thu hẹp quy mô của điều tra liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump. Theo quy tắc bất thành văn, được gọi là quy tắc 60 ngày, Bộ Tư pháp có truyền thống tránh thực hiện bất kỳ hành động nào trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc bầu cử để tránh gây ảnh hưởng đến cách người dân bỏ phiếu. Những động thái đó có thể bị cho là lạm dụng quyền lực nhằm thao túng nền dân chủ Mỹ. Ông Trump,
người không có tên trong lá phiếu nhưng vẫn duy trì ảnh hưởng rất lớn trong Đảng Cộng Hòa, đặt ra một tình thế khó xử cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland, người đang tiến hành hai cuộc điều tra liên quan đến cựu Tổng thống. Hai cuộc điều tra nói trên liên quan đến cuộc bạo loạn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 và việc ông Trump lưu giữ các tài liệu chính phủ nhạy cảm tại tư dinh ở bang Florida. Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp từ chối bình luận về thông tin nói trên. Theo The New York Times, Bộ Tư pháp có một số chính sách và hướng dẫn chính thức liên quan đến quy tắc bất thành văn nói trên, nhưng không đề cập rõ ràng về cách áp dụng vào tình hình hiện nay. Hướng dẫn của Bộ Tư pháp nghiêm cấm việc cố tình chọn thời điểm tiến hành bất kỳ hoạt động chính thức nào với mục đích ảnh hưởng đến bất kỳ cuộc bầu cử nào, hoặc cố ý giúp đỡ hay gây thiệt hại cho một ứng cử viên hoặc đảng phái cụ thể. Trong một diễn biến liên quan, cựu Tổng thống Donald Trump đã công khai chỉ trích Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI và Bộ Tư pháp. Trong bài phát biểu đầu tiên tại bang Pennsylvania hôm 3 tháng 9, kể từ sau vụ khám xét dinh thự, ông Trump cho rằng FBI và Bộ Tư pháp đã trở thành những con quái vật hung ác bị điều khiển bởi những kẻ xấu cực đoan, luật sư và giới truyền thông, những người bảo họ phải làm gì. Theo Guardian, ông gọi vụ lục soát là một trong những hành động lạm dụng quyền lực gây sốc nhất của bất kỳ chính quyền nào trong lịch sử Mỹ và đó là một trò hề công lý. Cựu Tổng thống Trump đã nhận được sự ủng hộ từ những người tham dự. Ông Roy Bunger, 65 tuổi, nói với tờ New York Times rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cố tình nhắm mục tiêu ông Trump để ngăn ông tái tranh cử. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi. Các bị cáo hầu tòa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Phạm Hưng Liên sinh năm 2000 quê Phú Thọ, Dương Mai Nam sinh năm 2001 quê Phú Thọ, Mai Thị Hằng sinh năm 1978 mẹ Nam, Mai Hương sinh năm 1980 mẹ Liên, Đỗ Thanh Tùng sinh năm 1990 Hà Nội, Nguyễn Tiến Đạt sinh năm 1991 quê Hà Nội và Nguyễn Tuấn Thành sinh năm 2001 ở Sơn La. Trước đó năm 2020, chị T sinh năm 1976 ở quận Đống Đa, Hà Nội có đơn trình báo về bị lừa đảo hơn 11 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi lạ. Cụ thể, sáng ngày 25 tháng 8 năm 2020, chị nhận được cuộc gọi của một nam giới tự xưng là đơn vị dịch vụ bưu chính gửi cho chị, chat hầu tòa của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội với lý do chị nợ thẻ tín dụng quá hạn. Người này còn chuyển máy cho chị T nói chuyện với một người tự xưng là cán bộ công an, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, yêu cầu chị T rút tiền trong sổ tiết kiệm để xác minh. Các đối tượng yêu cầu chị phải ngắt sim điện thoại trong vòng 72 giờ để phục vụ công tác điều tra. Lo lắng, chị T đã làm theo yêu cầu của các đối tượng và tất toán 14 sổ tiết kiệm và vay tiền của bạn bè, người thân với số tiền hơn 11,9 tỷ đồng. Các đối tượng yêu cầu chị cung cấp mã OTP rồi chiếm quyền điều khiển các tài khoản ngân hàng của chị T. Tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan công an xác định, từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 8, các đối tượng đã chia nhỏ số tiền 11,9 tỷ đồng rồi chuyển đến nhiều tài khoản khác. Từ các tài khoản đó lại chuyển dồn đến tài khoản của Phạm Hưng Liên và Dương Mai Nam. Liên và Nam đã rút tiền mặt ra và đưa cho mẹ là Hương và Hằng. Hai bị cáo này tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản của Tiến, Đạt, Thành, Tùng. Các bị cáo này lại rút tiền mặt rồi chuyển đến các tài khoản khác nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra và thu hồi tài sản. Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận có quen biết với Mai Thị Hoài Thương sinh năm 1990 ở Phú Thọ, quốc tịch Đài Loan. Thương rủ Tùng, Đạt, Thành, Hương, Hằng, Nam và Liên mở các tài khoản ngân hàng hoặc mượn tài khoản của những người khác, rồi nhắn thông tin tài khoản cho Thương để nhận tiền, rút tiền và chuyển tiền. Để thuận tiện cho việc nhận và chuyển tiền, các đối tượng thành lập nhóm chuyên nhận và rút tiền, mỗi tháng từ 20 đến 30 tỷ đồng. Các bị cáo đều nhận thức đây là số tiền bất chính vì Thương không có hoạt động kinh doanh mà chuyển tiền số lượng rất lớn. Cách thức nhận và chuyển tiền cũng bất thường, lòng vòng qua nhiều tài khoản. Cơ quan điều tra đã phong tỏa 10 tài khoản của các bị cáo và thu giữ tiền trong các tài khoản này để phục vụ công tác điều tra vụ án. Đối với Mai Thị Hoài Thương, cơ quan điều tra chưa xác định đối tượng này ở đâu, chưa làm rõ đây có phải là đối tượng gọi điện lừa đảo chị T hay không. Do đó, công an tách tài liệu để tiếp tục điều tra.